Chào nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ tin Việt Nam và tin quốc tế ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và <laughs> Nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay, EU đã nỗ lực trong vấn đề sản xuất và có thể là sẽ không đủ cái lời cam kết để gửi thêm đạn dược cho phía của Ukraine. Liên hiệp Âu Châu đã lên tiếng cho biết ngày thứ ba là họ đang đối diện với tình trạng mà không thể cung cấp nguồn đạn dược cho phía của Ukraine khi mà việc sản xuất của họ bị chậm lại. Đầu năm nay thì các lãnh đạo của Liên hiệp Âu Châu cam kết là sẽ có một triệu viên đạn hỗ trợ cho Ukraine trong cái mùa xuân sắp tới và trong đó được loan báo trong hàng loạt các cái việc mà gia tăng việc sản xuất. Tuy nhiên, 27 quốc gia trong cái Liên hiệp này chỉ đạt được phân nửa trong cái tiến trình của họ và trong đó một thông điệp cho thấy là có thể sẽ vẫn nằm dưới cái hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ trong cái dù hỗ trợ quân sự và trong đó họ gần như là không thể đạt được cái tiêu chuẩn này một triệu viên đạn đã không đạt được và quý vị phải đưa ra cái lời dự đoán này đó là lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng của Đức là Boris Pistorius đã phát biểu trong phiên họp của các nhà lãnh đạo về quốc phòng và bộ ngoại giao của Liên hiệp Âu Châu tại Brussels và Estonia, Bộ trưởng Quốc phòng của quốc gia này cho biết là họ đã gia tăng rất nhiều cái việc mà sản xuất và cung cấp nguồn đạn dược. Hãy nhìn vào Nga, họ sản xuất ngày hôm nay hơn hơn bao giờ hết và họ đã có được những cái pháo kích từ phía của Bắc Hàn. Trong khi đó thì liên hiệp Âu châu vẫn không thể nói rằng Nga và Bắc Hàn có thể phát triển được mà chúng ta không thể phát triển được. Có khoảng 300.000 cái nguồn đạn dược đã được cung cấp và từ trong cái quỹ dự trữ của liên hiệp Âu châu. Tuy nhiên thì hiện nay gần như là họ đang gia tăng rất nhiều cái việc gia tăng sản xuất quốc phòng và Bộ trưởng quốc phòng của Latvia là Anpisper đã lên tiếng và nói rằng việc này đã có đi quá nhanh và chúng ta không thể đáp ứng kịp. Hiện nay số lượng 1 triệu viên đạn tôi không nghĩ là có thể đáp ứng được theo yêu cầu của Ukraine. Trong khi đó thì cuộc chiến của Ukraine thì một đạn pháo 155 ly đóng vai trò rất quan trọng và hiện nay thì mỗi một ngày được sử dụng khoảng từ 6.000 tới 7.000 cái đạn pháo này Và do đó thì con số 1 triệu này dường như là không thể đạt được Đây được xem là một nỗ lực của Âu Châu tìm cách gọi là để đạt được cái lời cam kết của họ với Ukraine Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay <laughs> Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay đầu tiên hết là trên 400 viên chức của chính quyền Joe Biden Đã phản đối chính sách của Joe Biden về vấn đề của Do Thái các thành viên trong chính quyền của Joe Biden đang dự tính là sẽ phản đối cái chính sách của ông Tổng thống Joe Biden về cuộc chiến của Hamas và Do Thái. Theo tường trình của tờ New York Times cho biết, trong ngày thứ Ba, trên 400 các cái nhân vật chính trị và các nhân viên làm việc ở trong cái uh, nguồn máy hành chánh của chính quyền Joe Biden, gần như là 40 và cái cơ quan của chính quyền liên bang đã gửi một lá thư cho chính quyền Joe Biden để mà phản đối việc ủng hộ của ông ta với Do Thái trong cuộc chiến. Lá thư này kêu gọi Joe Biden là phải ngay lập tức phải có một cái hiệp ước đình chiến ngay tại giải gaza và thúc đẩy do thái phải cho phép có cái đường hỗ trợ nhân đạo ở trên lãnh thổ này chúng tôi kêu gọi tổng thống là thúc giục đòi hỏi một cuộc ngưng bắn và kêu gọi một cái việc giảm đi căng thẳng trong cái cuộc tranh chấp gần đây và đặc, đặc biệt là trả tự do cho tất cả con tin của do Thái à, và đã bị bắt giữ bởi người Palestine cũng như tái lập về việc cung cấp nguồn nước, à, nhiên liệu, điện và một số những cái căn bản khác à, để có thể hỗ trợ nhân đạo cho giải Gaza. Lá thư này đã được à, nhìn thấy bởi tờ New York Times. Lá thư này đã được diễn ra sau khi mà tờ Eshot vào ngày thứ hai báo cáo là trong đó bao gồm luôn cả bản ghi nhớ ở trong cái bộ ngoại giao là cáo buộc chính quyền Jordan đã tung ra những cái tin giả trong cuộc chiến và do Thái là một quốc gia bị xác nhận là vi phạm tội ác chiến tranh. Lá thư này đã ký bởi 100 nhân viên của Bộ Ngoại giao và kể cả cái uh, cơ quan đặc trách về phát triển quốc tế, tức là cái USA và trong đó đài truyền hình CNN cho biết thì các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ cảnh báo chính quyền của Joe Biden đang uh, gọi là đối đầu với khối ả rập khi mà à, đang có sự gia tăng khi mà họ đã có hỗ trợ mạnh mẽ cho phía do thái đây được xem là một trong những nhân viên nằm dưới quyền của joe biden thuộc khuynh hướng cực tả và gần như họ phản đối về việc ủng hộ cho do thái đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay <laughs> Và tình hình lạm phát của Hoa Kỳ ngày hôm nay đã giảm xuống còn 3.2% nhờ vào giá cả của à, năng lượng đã giảm đi. Bản tin mới nhất cho biết tình trạng lạm phát của Hoa Kỳ đã giảm vào tháng trước cho dấu hiệu cho thấy là quỹ dự trữ liên bang vẫn tiếp tục duy trì việc tăng phân lời để giảm đi mức tiêu thụ đang gia tăng và trong đó à, đã gây khó khăn cho giới tiêu thụ trong hai năm qua. Bản báo cáo mới nhất từ Bộ Lao động cho thấy là mức giá cao của à, năng lượng, tức là giá của xăng đã giảm xuống và giúp giảm đi lạm phát và điều này đã diễn ra từ tháng 9 cho tới tháng 10 giảm xuống 0.4% so với tháng trước đó và so với một năm trước đó thì nó là ở mức là 3.2% trong tháng 10 so với 3.7% trong tháng 9 và việc này nhờ vào tình trạng duy trì phân lời và tình trạng giá xăng đã giảm đi. Và trong đó thì theo tương trình cho biết thì mức tiêu thụ của năng lượng đã gia tăng 0.2% trong tháng 9. Một con số khá nhẹ và các nhà kinh tế cho biết là tình trạng này có thể sẽ cái mức buôn bán của Hoa Kỳ ở mức là 4% trong tháng 10 giảm đi so với tháng 9 là 4.1%. Đây được xem là con số mới nhất đã được báo cáo về tình trạng lạm phát đã tương đối giảm khá nhẹ sau khi mà có tình trạng giá dầu thô và giá xăng đã giảm xuống trong một tháng qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay FBI đã điều tra và phá vỡ một băng đảng đã gây khó khăn cho tất cả những công ty về sòng bạc của Hoa Kỳ và những uh, nạn nhân của những tay hacker đã tấn công vào họ trong vòng trên 6 tháng qua. <laughs> FBI đã xác nhận được hàng chục những thành viên có quan hệ tới một nhóm hacking nổi tiếng và trong đó đã tấn công vào các cái hệ thống song bạc của Hoa Kỳ bao gồm của cái hệ thống của MGM International và Caesar Entertainment theo tường trình của bốn nguồn tin đã liên quan tới cuộc điều tra này và các giám đốc điều hành kỹ nghệ song bạc cho hãng thông tấn Reuters biết họ đã bị tống tiền rất nhiều và các nhóm hacker này dường như là có căn cứ tại Hoa Kỳ. Tôi đã nhìn thấy rõ là họ đã giải thích cho tôi. Đó là lời phát biểu của Michael Santonat, được xem là tổng giám đốc của CrowdStrike, một trong những tổ chức đã đứng đầu trong việc mà nỗ lực chống lại tình trạng hacker. Và những cái nhóm nhỏ này, gần như là họ đã có đủ phương tiện để tấn công vào các sòng bạc. Ông Santonat cho biết là các hacker này được biết và không cung cấp thêm chi tiết. Tuy nhiên ông nói rằng, tôi nghĩ đã có những cái thất bại ngoài kia và phía lực lượng công lực của Hoa Kỳ đang điều tra rõ ràng và các công ty sòng bạc của Las Vegas đã trở thành nạn nhân mới nhất và thường xuyên phải nộp đơn tống tiền của các tay hacker này và trong 6 tháng qua thì FBI cho biết nhóm này có cái tên gọi là À, c Spider -E -E một nhóm hacker được à, hoạt động từ năm 2021 và trong đó gần như là họ nhắm vào các công ty mà có cái lợi nhuận cao ở tại Hoa Kỳ MGM đã bị à, họ xâm nhập và trong đó đã gây thiệt hại cho công ty này lên tới 100 triệu Mỹ Kim khi mà họ xâm nhập được vào à, cái à, hệ thống network của MGM bên cạnh đó thì CISA cũng đã mất khoảng 15 triệu Mỹ Kim nộp cho những kẻ này khi mà những hacker lấy được các cái, à, thông tin của họ đây được xem là bản báo cáo mới nhất của tờ World street journal và cho tới giờ phút này thì các công ty <laughs> đặc trách về an ninh mạng bao gồm cả CrowdStrike, uh, CrowdStrike, Cloud, uh, Alphabet, Median và Palo Alto Network gần như là đang tìm cách ngăn chặn các nhà hacker này sử dụng tất cả những cái cổng vào của họ để tấn công vào các sòng bài. Đây được xem là một trong những cái cuộc uh, nỗ lực của FBI nhằm ngăn chặn tình trạng các hacker mà những hacker này được mô tả là đang uh, hoạt động tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay một trong những tổ chức nghiệp đoàn ảnh hưởng lớn nhất tại hoa kỳ đã đồng ý là sẽ có cuộc đình công bản tin mới nhất cho biết thì các nhân viên làm việc của tổ chức gọi là national education association tức là hiệp hội giáo dục quốc gia đã lên tiếng cho biết là họ có thể sẽ cho phép một cuộc đình công cho các giáo chức tại hoa kỳ tổ chức này viết tắt là nea được xem là tổ chức nghiệp đoàn lớn nhất tại hoa kỳ <laughs> họ sẽ bắt đầu thực hiện cái tiến trình đình công trên toàn quốc. Tuy nhiên tại ECO cho biết là INIE -E đang thỏa thuận với lại một số những cái vấn đề nội bộ của họ, à, trong đó gồm có 45 à, nhân viên ở à, tất cả 48 tiểu bang và bất kể có một nhóm nhân viên nhỏ, à, nghiệp đoàn đại diện của 3 triệu các nhân nhân viên và các cái nghiệp đoàn giáo chức trên toàn quốc đang tìm cách gọi sẽ có một cái cuộc đình công và nói rằng họ phải có được một cái hợp đồng trước cái tháng 5 vừa vừa qua là Toya Johnson được xem là một nhân viên làm việc của nghiệp đoàn à, đang Tìm cách gọi là thảo luận Và trong đó dường như họ đang có cuộc đấu tranh nội bộ Và trong đó là các giáo chức yêu cầu tăng lương Và NEA đang có một cái bước à, vinh dự Và khẳng định giá trị của tổ chức chúng tôi Johnson đã cho biết như trên Nhịp đoàn này đã yêu cầu là phải gia tăng Cái uh, tình trạng uh, lương bổng của họ Trong tình trạng gọi là đang có lạm phát Và cuộc thỏa thuận này đã diễn ra trong 2 tuần Và diễn ra trong tuần này Và cuộc đình công 2 ngày sẽ bắt đầu vào ngày thứ 6 tuần này Với lại các cái uh, nghiệp đoàn đã diễn ra tại atlanta và gần như là đây là một trong những cái cuộc đình công mới nhất tiếp theo sau các cuộc đình công của các công nhân ngành xe hơi <laughs> hoa kỳ đã kéo dài trong mấy tháng qua cũng như cuộc đình công của giới tài tử Hollywood và cuộc đình công của những người viết kịch bản và giới y tế, đây được xem là hàng loạt các cuộc đình công đã diễn ra, đòi hỏi là phải tăng lương trong tình trạng mà ta, kinh tế lạm phát và giá cả mọi thứ quá cao. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, nhóm Freedom Caucus đã lên tiếng và phản đối cái dự tính là sẽ À, bỏ phiếu cho một cái ngân sách tạm thời do chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đưa ra. Các thành viên của Đảng Cộng hòa nằm trong nhóm à, gọi là House Freedom Caucus đã phản đối cái một cái dự luật trong đó thì ông Mike Johnson đưa ra nhằm tránh cho tình trạng chính phủ bị shutdown. Ông Johnson trong ngày thứ bảy đã đưa ra hai bậc thang cho một cái nghị quyết, trong đó gần như để tránh cho tình trạng chính phủ bị shutdown và sẽ cung cấp nguồn cung cho chính phủ cho tới ngày 19 tây tháng 1 năm 2024 và cái ngân sách thứ hai là kéo dài cho tới ngày 2 tây tháng 2 năm 2024 và những người ủng hộ cho ông chủ tịch của Hạ viện nói rằng đây là đường hướng tốt nhất để có thể à, tìm cách có được những cái thảo luận và và có thời gian để à, thảo luận về ngân sách với sàn thượng viện đồng thời cho phép các nhà lập pháp có thêm đàm phán để mà đàm phán cho cái tài khoá năm 2024 và tuy nhiên thì à, phía House Freedom Can't đã phản đối bản kế hoạch này một cách rất rõ ràng à, nói rằng họ không muốn có thêm một cái Cia tức là continue Resolution trong đó gần như là không có một cái à, gọi là giảm đi tới bất kỳ một cái ngân sách nào không có liên quan tới cái vấn đề biên giới và không có một cái luật nào dành cho người dân hoa kỳ theo tường trình của nhóm này đưa ra trên platform x tức là tăng twitter đảng cộng hòa phải chấm dứt đàm phán à, trong những cái sợ hãi của chúng ta và những gì mà thượng viện đang làm là cam kết chúng ta sẽ không thể quay trở lại cái bánh xe cũ đây được xem là nhà, lời phản đối của nhóm kanker và một thành viên của nhóm này là andy harris của à, nhóm freedom kanker cho biết rằng là họ đang tìm cách gọi là cản trở cái giữ à, tính của ông johnson là hai bậc thang cho một cái ngân sách tạm thời trong đó bậc thang thứ nhất đến ngày 19 tây tháng giêng và bức tranh thứ hai là tới ngày 2 tây tháng 2. Tuy nhiên thì có vẻ như là nhóm này là nhóm cứng rắn trong Đảng Cộng hòa đã phản đối. Tuy nhiên ngược lại trên sàn thượng viện thì ông Chuck Summer là chủ tịch của khối đa số tại thượng viện đã trì hoãn cuộc bỏ phiếu cho cái CIA tức là continuing resolution để chờ đợi phía hạ viện. Chủ tịch của khối đa số tại thượng viện ông Chuck Summer ngày hôm qua tuyên bố là ông ta ủng hộ cho cái dự luật gọi là gap tức là cái dự luật mà có hai bậc thang trong cái ngân sách tạm thời dành cho chính phủ do phía ông mike johnson đưa ra tuy nhiên thì ông đã cho trì hoãn cuộc bỏ phiếu trên sàn thượng viện để chờ đợi phía hạ viện thông qua cái dự luật này. Dự luật này sẽ cung cấp cho tất cả việc xây dựng các cái cơ sở về quân sự à, kể cả với phía bộ Cựu chiến binh, phía bộ nông nghiệp và bộ và giao thông vận tải cũng như là bộ cái à, cơ quan phát triển về nhà cửa và <laughs> các khu vực nông thôn, à, bộ năng lượng và cả các chương trình à, về nước đôi của Hoa Kỳ cho tới ngày 19 tây tháng 1 và trong đó sẽ à, còn những cái ban ngành khác bao gồm luôn cả bộ quốc phòng sẽ có thêm cái người sách cho tới ngày 2 tây tháng 2. Tuy nhiên thì dự luật này có vẻ đã bị chỉ trích bởi một số thành viên cứng rắn của Đảng Cộng hòa. Bất chấp điều này thì ông Chuck Schumer cho biết ông đã nói chuyện với lại cái dự tính của ông Johnson và ca ngợi rằng cái dự tính này đã không có bất kỳ một cái sự cắt giảm nào để có thể xóa đi tình trạng chính phủ bị shut down. Chúng tôi đang ngưng lại cái dự tính của chúng tôi và tiếp tục để quan sát cái câu câu chuyện ở dưới Hạ viện trong bản kế hoạch của ông johnson đưa ra thì sẽ có thêm ngân sách hoạt động cho chính phủ từ đây cho tới tháng giêng và tháng hai tuy nhiên thì nó không có cái ngân sách dành cho do thái ukraine vấn đề biên giới và cũng không có việc cắt giảm bất kỳ một cái khoản chi phí nào Tạm thời cho cái uh, giai đoạn từ đây cho tới tháng 1 và tháng 2. Tuy nhiên thì họ có thêm thời gian để thảo luận về cắt giảm trong tổng ngân sách của năm 2024. Nếu có cuộc đàm phán, tuy nhiên thì uh, phía Đảng Cộng hòa cứng rắn đã không chịu chuyện này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cũng liên quan tới ông Mike Johnson chủ tịch của Hạ viện, à, lên tiếng cho biết là việc đàn hạch với lại ông Biden và ông Mayorkas sẽ có một tiến trình chậm hơn. <laughs> Đảng Cộng hòa không chỉ muốn à là có một cái tiến trình đàn hạch nhắm vào ông tổng thống Joe Biden và gia đình của ông ta và đồng thời có khả năng sẽ đàn hạch đối với lại ông Alejandro Mayorkas là bộ trưởng an ninh nội địa trong việc mà ông này thất bại ở trong việc bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ ở phía Nam. Chủ tịch của Hạ viện là Mike Johnson đã lên tiếng vào ngày thứ hai, mặc dù đã có những cái bằng chứng nhắm vào ông Mayorkas và ông Biden. Đảng Cộng hòa sẽ không có vội vã trong vấn đề tiến trình đàn hạch này và dường như là đảng dân chủ gần như là họ đang tìm cách gọi là đã có hai lần thúc đẩy cái việc đàn hạch với cựu tổng thống Donald Trump trong cái tuyên bố kế tiếp về chiến tranh thì cuộc đàn hạch này là một trong những cái quyền lực nặng nề nhất mà Hạ viện phải đối diện và chúng tôi phải làm đúng và làm đúng theo đường hướng và tất cả những bằng chứng cho thấy là ông Majokat đã coi như hoàn tất và tôi nghĩ rằng điều tệ hại của ông cái ông ta được xem là một trong những ông bộ trưởng tệ hại nhất và với những bằng chứng cho thấy ông ta đã gây nguy hiểm cho quốc gia ông ta đã mở cửa biên giới và gần như là cái chính sách gọi là thúc đẩy về xã hội của ông ta đã khiến cho cửa biên giới của hoa kỳ gặp nguy hiểm tôi hiểu được là nỗi nổi giận của các thành viên của chúng tôi tôi cũng share, tôi chia sẻ cái sự bực tức của chúng tôi tuy nhiên người dân hoa kỳ cần những cái thật sự là rõ ràng và chúng ta không thể thúc đẩy một cách nhanh chóng chuyện này và ông johnson cho biết thì ở tại hạ viện cuộc đàn hạch đối với Joe Biden cũng tương tự như vậy và ông gọi rằng đây sẽ là một trong những cái chấn động nếu như mà cái cái, cái cuộc đàn hạch này diễn ra và dưới cái thời của Đảng Cộng hòa lãnh đạo chúng tôi phải rõ ràng minh bạch và nó chậm nhưng mà nó chắc chắn và chúng ta phát hiện được những bằng chứng không thể chối cãi được và điều này có thể giúp cho việc đàn hạch được thành công hơn. Ông đã lên tiếng ca ngợi chủ tịch của các ủy ban gồm có ông James Comer, chủ tịch của ủy ban giám sát và trách nhiệm ông Jim Jordan là chủ tịch của ủy ban tư pháp và ông Jason Smith là chủ tịch của ủy ban đường hướng và đạo đức của hạ viện trong đó họ đã làm việc rất cận lực để mà điều tra gia đình của Joe Biden và cá nhân ông Joe Biden những bằng chứng cho thấy nó có khả năng và chúng tôi biết rằng ông tổng thống này đã dối trá và những gì ông ta biết về những cái công ty vỏ bọc của gia đình ông ta nhận hàng triệu Mỹ Kim từ các quốc gia thù địch của nước ngoài và ông ta vẫn tiếp tục dối trá và điều này cho thấy chúng ta có thể sẽ có cuộc đàn học. Tuy nhiên, tiến trình sẽ không nhanh chóng như chúng ta đã ước, ước tính. Đó là lời phát biểu của ông Mike Johnson đưa ra. Cùng một lượt, tỷ dân biểu James Comer, chủ tịch của quỹ ban đặc trách về giám sát và trách nhiệm qua viện lên tiếng và nói rằng còn rất nhiều những câu hỏi chưa trả lời trong việc mà ông cho bên đã xử lý sai lạc các cái tập tài liệu mật mặc dù bộ tư pháp và người cố vấn đặc biệt là robert Hearn đang điều tra việc này ông james comer chủ tịch của ủy ban giám sát và trách nhiệm qua viện nói rằng thời gian mà ông cho bên đã không có thêm được và trong đó đó là lý do tại sao mà phía của ủy ban ông tống tác cho cựu à, được xem là cố vấn của tòa bạch ốc là dana remus trong việc mà giải quyết cái vấn đề gọi là liên quan tới vấn đề giữ các tập tài liệu mật của ông Joe Biden chúng ta biết được những email à, có liên hệ tới Trung Quốc và có được những cái liên hệ với những tập tài liệu của chính phủ ông James Cameron cho biết như trên chúng ta đang nói chuyện về những cái nguồn khác nhau chúng tôi rất lo ngại là những cái tập tài liệu mật này có thể là những tập tài liệu mà Joe Biden đã có và trong đó gần như là đã bị tiết lộ ra bên ngoài trường hợp điều tra của ông Joe Biden lại khác với lại ông Trump trong đó thì à, ông Trump đang đối diện với lại một cái à, phiên tòa ở tại Florida trong đó nói rằng ông đã giải quyết sai lạc cái tập tài liệu ở tại gì nhà cái khu riêng nghỉ mát riêng của ông là Malago trong khi đó thì ông Comer cho biết FBI đã đột kích vào Malago và các công tố viên đã cố tình tiết lộ những cái tập tài liệu này và điều này cho thấy rằng là nó có một cái sự đối xử hoàn toàn khác biệt và chúng tôi biết được rằng cho bên cũng tương tự như vậy có điều có nhiều câu hỏi tại sao ông Trump lại bị đột kích mà Joe Biden thì không và tất cả những tập tài liệu Joe Biden giữ là những tập tài liệu như thế nào và có những chi tiết gì à, chúng ta đều không biết trong khi đó thì phía ông Trump thì tập tài liệu này được tiết lộ là có liên quan tới hồ sơ của Iran và tôi nghĩ rằng còn rất nhiều những câu hỏi mà chúng tôi cần câu trả lời và do đó lý do tại sao chúng tôi phải tống trác cho cựu cố vấn của Joe Biden ra hầu ở trên tài sản của hạ viện đó là lời phát biểu của ông James Comer đưa ra và cũng liên quan tới tình hình của hoa kỳ và trung quốc ngày hôm nay bộ trưởng bộ thương mại của hoa kỳ là bà raimondo sẽ gặp gỡ với bộ trưởng thương mại của trung quốc trong hội nghị apec Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ là bà Gina Raimondo sẽ gặp gỡ với Bộ trưởng Thương mại của Trung Quốc là Wang Wentao bên cái bên lề của hội nghị của khối APEC diễn ra tại San Francisco trong tuần lễ này. Và đây là cuộc gặp gỡ lần thứ ba của hai người này kể từ hồi tháng 5. Bà Raimondo lần đầu tiên đã nhắc tới cuộc gặp gỡ này trong cuộc phỏng vấn với đại CNN trong ngày 12 tây tháng 11. Trong đó thì phát công viên của Bộ Thương mại cho biết và xác nhận rằng hai vị Bộ trưởng sẽ có cuộc gặp gỡ và không cung cấp thêm chi tiết hội nghị APEC diễn ra từ ngày 17 từ bây giờ cho tới ngày 17 tây tháng 11 trong đó là sẽ nhấn mạnh tới cuộc gặp gỡ quan trọng của ông Joe Biden và chủ tịch nhà nước cộng sản Trung Quốc là tập cận bình vào ngày mai thứ tư trước khi có hội nghị thượng đỉnh và bà Bộ trưởng Jen Psilin cũng đã có cuộc gặp gỡ với lại hai ngày với lại phó thủ tướng của Trung Quốc là He Fan ở tại San Francisco vào tuần trước và Bộ thương mại cho biết đây là thời gian mà sẽ giảm đi cái nhiệt trong cái mối quan hệ giữa hai quốc gia và họ được biết là sẽ có một cái đôi cuộc cạnh tranh giữa hai phía. Trong đó thì bà lên tiếng và khẳng định rằng việc mà quan trọng nhất cái chuyến đi của bà tới Trung Quốc vào tháng 8 tôi có thể đặt tất cả trên bàn về sự thật các cái công ty của hoa kỳ đã cảm giác rằng trung quốc gia tăng rất nhiều những cái hành động mà qua cái đạo luật gọi là chống gián điệp và chống họa phản gián của họ bởi vì đây là một trong những cái thiếu rất rõ trong cái môi trường làm ăn và điều này đã gia tăng sự lo ngại của các công ty hoa kỳ và điều này sẽ giúp cho trung quốc có thêm cái cơ hội để mà có thêm cái cơ hội để mà ta gọi là đi trước hoa kỳ và trong đó bà raymondo cho biết bà đã nói với phía bắc kinh là sẽ không có đàm phán trong vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia tôi đã có một cái rất rõ ràng và công cụ của tôi làm cách nào chúng tôi thảo luận trong vấn đề về các cái chip điện tử các cái trí tuệ nhân tạo và chưa bao giờ à, tôi muốn là nó nằm trong tay của lực lượng quân sự của trung quốc đây được xem là lời phát biểu của bà Raimondo đưa ra trong chuyến gặp gỡ của bà trong tuần này với lại bộ trưởng thương mại của trung quốc giữa lúc mà joe biden chuẩn bị gặp gỡ tập cận bình vào ngày mai thứ tư đó là bản tin liên quan tới tình hình của hội nghị apec ngày hôm nay và cũng liên quan tới hội nghị APEC ngày hôm nay thì phía Đài Loan bà Tổng thống Thái Anh Văn sẽ không có mặt trong hội nghị APEC và thay vào đó là người sáng lập của công ty về chip điện tử và chất bán dẫn Semiconductor. Người sáng lập này sẽ thay thế cho Đài Loan và đại diện cho Đài Loan tham dự vào hội nghị APEC. Bản tin mới nhất cho biết Đài Loan sẽ làm việc với từng quốc gia trong cuộc gặp gỡ ở tại Hoa Kỳ trong hội nghị APEC và kể cả với ông Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên thì sẽ không có một cái thông điệp nào à, được xem là gửi ra từ phía Trung Quốc. Phía Trung Quốc đòi hỏi là phía Đài Loan phải tham dự hội nghị này với cái tên là Chinese Tibet. Và trong đó à, vì họ đã áp lực và không để cho Tổng thống Đài Loan có mặt trong cái hội nghị của khối APEC lần này và đang đối diện với cái sự gọi là áp lực về quân sự của Trung Quốc. Và Wellington Koo, người đã sáng lập ra cái... À, À, xin lỗi quý vị là một trong những uh, cố vấn an ninh quốc gia của đài loan cho biết là người đại diện cho chính phủ đài loan tham gia vào cái hội nghị ipad này là nhân vật chín tuổi là người sáng lập của công ty tsmc và sẽ có cuộc gặp gỡ giữa người sáng lập công ty tsmc này và ông jolin và đôi bên sẽ thảo luận về vấn đề làm cách nào để quản lý tất cả những cái hợp tác giữa đôi bên đây được xem là một trong những cái lời xác nhận của phía đài loan có nghĩa là bà thái anh văn sẽ không có mặt tại san francisco trong hội nghị của apec và thay vào đó là người sáng lập của công ty tsmc sẽ đại diện cho chính quyền của đài loan để tham gia vào một hội nghị APEC lần này và sẽ gặp gỡ với ông Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc tập trận có tên gọi là Aman Yuji và trong đó sẽ khảo họ, họ tập trận chung với 6 quốc gia nằm trong khối ASEAN bao gồm cả Việt Nam, Lào, Campuchia và Malaysia, Thái Lan trong cuộc tập trận họ gọi là chống khủng bố trong lúc mà Trung Quốc sẽ à, thực hiện cái cuộc tập trận vào cuối tuần này bản tin mới nhất cho biết thì cộng sản trung quốc sẽ có một cuộc tập trận chống khủng bố với năm quốc gia tại á châu thái bình dương đặc biệt là lại khu vực đông nam á trên là vùng lãnh hải của trung quốc trong tháng này theo tường trình bộ quốc phòng đưa ra cuộc tập trận này là, là... Trung Quốc đang tìm cách có một cái lực lượng đa phương đáng đáng tin cậy để đối phó với lại cái chủ nghĩa khủng bố và sự gia tăng trong các cái vùng đất đang tranh chấp trên vùng biển Đông. Lực lượng quân sự của Campuchia, của Lào, của Malaysia, của Thái Lan và của Cộng sản Việt Nam sẽ tham gia vào cuộc tập trận có tên là Aman Yuji 2023 mà Trung Quốc sẽ đứng ra tổ chức trên vùng lãnh hải của họ và cuộc tập trận này được lần đầu tiên kể từ khi mà họ bắt đầu từ năm 2014 cuộc tập trận này sẽ bao gồm trên mặt đất và trên uh, biển ở trong cái cái chủ trương gọi là chống khủng bố và cái chiến dịch về an ninh sẽ diễn ra ở tại vùng ở à uh, uh, Tiết Giang nơi được xem là thành phố có cái bờ biển ở tỉnh tỉnh uh, xin lỗi quý vị ở Chi Giang thì đúng hơn và nằm ở cái khu vực ở phía nam của Trung Quốc là ở tỉnh Quảng Đông. Theo tường trình cho biết và cuộc tập trận này sẽ quy tụ tất cả những quốc gia được xem là nằm trong tầm ảnh hưởng của Trung Quốc và sẽ tham gia cuộc tập trận này đó là bản tin liên quan tới tình hình của trung quốc ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay dường như là cộng sản Việt Nam đang thiếu tiền trầm trọng và bất kỳ một cái nào có thể thu được nguồn lợi thì cộng sản Việt Nam sẽ quyết định làm ngay đường cao tốc vành đai số 4 mà phía cái cái gọi là quỹ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đặt kế hoạch là sẽ khai thác từ năm 2027 với ý, với ý, cái, cái dự tính là họ sẽ thâu khoảng 1.900 đồng cho mỗi một cây số cho mỗi một chiếc xe. Đây được xem là một trong những cái cái trò thu tiền mới nhất của chính quyền Hà Nội đưa ra trong và đề nghị với Bộ Giao thông Vận tải ở hai tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và họ thống nhất cái số tiền thu tề này theo nguyên tắc là sẽ thu tiền cho cái ngân sách của cái chế độ cai trị và mỗi một cây số thì sẽ bị thu khoảng 1.900 đồng cho tất cả các nhóm xe và kể cả xe tải 18 18 tấn trở lên hoặc là những cái xe container có chiều dài 40 feet là 7.220 đồng cho một chiếc xe trong khi đó thì những chiếc xe thường là khoảng từ 1.900 đồng. Đây được xem là cái mức thu gọi là đại thu của các cái đường cao tốc mà Cộng sản xây dựng và sử dụng những cái đường này để thu nguồn lợi cho cái chế độ cai trị giữa lúc mà chế độ cai trị đang gặp cơn khủng hoảng về kinh tế và không đủ tiền mặt để có thể mua những cái sản phẩm từ bên ngoài bao gồm cả năng lượng lẫn những cái sản phẩm khác để cung cấp cho cái thị trường của Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay lại có thêm một cái trò ăn mày sau khi bất kỳ một nhân vật ngoại quốc nào có uy thế có ảnh hưởng tới việt nam hoặc là đi ra nước ngoài đều à, mang cái chủ trương ăn mày ở khắp nơi việc ăn mày mới nhất là trong đó thì à, phạm minh chính đã đề nghị là hỗ trợ cho cộng sản việt nam chống lại các bệnh truyền nhiễm mới theo tin cho biết thì à, được xem là viện chủ của à, viện trưởng của viện pasteur và là một giáo sư nổi tiếng có tên là françois Bere sinosi người đã có uh, là một trong những đồng tác giả tìm ra cái uh, tình trạng của bệnh HIV năm 1983 vốn là người đã được trao giải Nobel về sinh học và uh, bà này đã tới viếng tâm Việt Nam và trong cuộc gặp gỡ với Phạm Minh Chính thì ông Phạm Minh Chính lại tiếp tục ăn mày và kêu gọi phía Pháp là phải hỗ trợ tài chánh cho Việt Nam để chống lại bệnh HIV, lao, viêm gan và một số những bệnh truyền nhiễm mà ông ta cho là mới nổi. Đây được xem là một trong những cái hành động ăn mày mới nhất của Cộng sản Việt Nam. Cho dù ra nước ngoài hoặc có bất kỳ một nhân vật nào ở nước ngoài vào Việt Nam đều bị ăn xin và ăn mày và xin sỏ với một cái thái độ rất là trịch thượng. Đây được xem là cách làm việc của cộng sản việt nam và lần này thì à, bà à, phan xoáy tới việt nam là để viếng à, thăm một số những cái nơi được xem vốn là có cái à, truyền thống lâu đời với pháp tuy nhiên thì à, việc đầu tiên bà ta gặp gỡ phạm minh chính thì đã bị đục tiền và xin xỏ ở ngay trong cái văn phòng của phạm minh chính đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay giữa lúc mà các cái chuyến du lịch qua thái lan qua nhật bản đang cháy vé và không có vé thì ngược lại những chuyến bay vào việt nam thì càng lúc càng vắng khách khiến cho nhiều công ty hàng không của việt nam bao gồm luôn cả việt nam airlines và bamboo airlines đều phải cắt giảm cái lượng vé từ bên ngoài vào việt nam nhưng ngược lại họ lại tăng tiền vé của những chuyến bay nội địa đây được xem là một trong những cái chính sách mới của cộng sản việt nam và kể cả các cái công ty chuyên về kinh doanh ngành hàng không bản tin mới nhất cho biết thì bamboo airlines và việt nam airlines sẽ cố tình giảm giá cho những chuyến bay từ nước ngoài vào việt nam trong thời gian từ đây cho tới tết nhưng ngược lại họ sẽ tăng giá cao đối với những chuyến bay nội địa tại việt nam có nghĩa là hành khách trong việt nam di chuyển trong nội địa phải chịu đựng cái giá cả rất cao trong khi đó thì những người nước ngoài được khuyến khích tới Việt Nam thì được hưởng cái giá khá rẻ và đây là một cái chính sách gọi là thúc đẩy ngành du lịch của Việt Nam giữa lúc mà Thái Lan và Nhật Bản thì các cái vé du lịch tại đây gần như là cháy vé và không có vé từ đây cho tới tháng 2. Trong khi đó thì Việt Nam vé vẫn còn lên kênh và đang giảm giá giữa lúc mà đang có tình trạng là nhiều người không muốn tới Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Việt Nam ngày hôm nay. Cộng sản Việt Nam khoe khoang rằng là Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia có lượng du học sinh nhiều nhất tại Mỹ. Theo bản báo cáo của Cộng sản Việt Nam thì à, trường hợp du học sinh Việt Nam tới Mỹ tăng 5.7% so với năm trước và nằm trong số 5 quốc gia có lượng du học sinh tới Mỹ nhiều nhất. Trong đó gồm có Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Hàn, Canada và Việt Nam. Tuy nhiên thì bản tin này lại không cho biết, là tuy đứng nằm trong hàng top 5 của những du học sinh tới Mỹ đấy, du học nhưng có bao nhiêu kẻ trở về Việt Nam thì họ không nói tới tại vì đa số những du học sinh qua Mỹ du học họ tìm đủ mọi cách ở lại nước Mỹ trong đó bao gồm luôn việc kết hôn giả và làm đủ mọi cách và thậm chí là có những người sau khi học xong đã trốn lại một cách bất hợp pháp tại nước Mỹ và trong số tất cả những sinh viên qua du học tại Mỹ thì dường như số lượng mà quay trở về Việt Nam không chiếm quá 1% tức là trong số 100 sinh viên ở Việt Nam qua Mỹ du học thì 99 sinh viên đã tìm cách ở lại bằng mọi cách bằng mọi cách kể cả cách bất hợp pháp, trong khi đó chỉ có một người quay trở về mà thôi và người quay trở về lại là con cái của đảng viên Đảng Cộng sản. Đó là một trong những cái thực tế mà báo chí Việt Nam đã không khoe ra là trong số tất cả những sinh viên tới Mỹ du học có được bao nhiêu sinh viên trở về Việt Nam sau khi tốt nghiệp. Đây là con số mà Cộng sản Việt Nam đã che giấu, chỉ khoe ra là nằm trong top 5 của những sinh viên tới Mỹ du học mà thôi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.